Trung tâm Điện tử Cao Phong xin gửi lời chào các bác và toàn thể anh em đam mê âm thanh và yêu ca hát. Trong video hôm nay, Điện tử Cao Phong sẽ test chất âm những chiếc cục đẩy hàng bãi Nhật Sunsui, model là SA702 để gửi đến khách hàng, đó là bác Hải ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin mời bác Hải xem hàng và nhận hàng giúp Điện tử Cao Phong. Bác Hải có tâm sự là bác đã đắn đo rất là nhiều những chiếc cục đẩy khác trên thị trường, nhưng chiếc cục đẩy Sunsui SA702 này đã chinh phục ngay bác những phút giây đầu tiên, bởi vì hàng hãng, hàng bãi Nhật thì chất âm của nó cực kỳ hay. Và bác đã đặt cọc Điện tử Cao Phong để gửi hàng cho bác những chiếc cục đẩy Sunsui SA702 này. Hàng đẹp tuyển chọn, đẹp xuất sắc luôn và hàng rất là hiếm có trên thị trường. Các bác đang được ngắm nhìn, Điện tử Cao Phong sẽ quay chi tiết và rõ ràng để bác Hải cũng như là các bác cùng ngắm nhìn những chiếc cục đẩy hàng bãi Nhật xịn Sunsui SA702 này. Vâng, được thiết kế cái hình thức mặt phía đằng trước rất là đẹp và đẳng cấp, sang trọng và hiếm có trên thị trường. Bảng táp lô nằm chính giữa, hai volume chất áp, hai dàn đèn báo tín hiệu, công tắc bật tắt nguồn, một logo Sunsui, vâng, rất nổi tiếng của đất nước Nhật Bản. Model là SA702, cửa sổ làm mát phía bên trong này đều có những lớp nỉ chắn bụng nên là giữ cho máy lúc nào sạch và đẹp. Đó, rất là đẹp, đẳng cấp, mặt tiền điểm 10 cho hình thức. Các bác ngắm nhìn, em quay kỹ, bác Hải quay ngắm nhìn cho em. Vâng. Và tiến vào cái nội thất bên trong, chạy toàn bộ bằng sò Nhật Bản, chạy 4 quạt gió cực kỳ mát và rất là êm. Nên các bác chơi nhiều giờ, máy lúc nào cũng rất là mát. Đó, các bác có thể chơi cả ngày, chiếc cục đẩy này rất là mát. Nên là chất âm của nó rất ổn định, không bao giờ bị biến dạng như dòng cục đẩy mà chạy nó bị nóng. Đó, nên chơi chiếc cục đẩy này các bác chơi thì quá mỹ mãn luôn. Nguồn mới đáp lớn và dây đồng xịn, và dây đồng rất là to. Đấy, dây đồng 0.8 và nguồn bế áp của nó trên 20 cm. Đó, rất là đẹp, mên vỉ bao zin chứ không, tất cả linh kiện mên vỉ của nó cực kỳ là đẹp và còn rất là mới và đẹp. Đấy, em quay kỹ về ngoại thất cho bác cũng như là bác Hải cùng ngắm nhìn chiếc cục đẩy Sunsui SA702 này. Em tiến vào nội thất bên trong để bác cũng như là bác Hải cùng ngắm nhìn. Đó, cực kỳ đẹp, máy móc rất là mới, mên vỉ mới xanh lét luôn, hàng như hàng mới. Đó, hàng vải quá đẹp luôn, nó đẹp cả cái nắp các bác. Các bác nhìn thấy cái khung sườn của nó này còn thẳng căng luôn, tất cả cái khung sườn xung quanh còn thẳng căng luôn. Đó, quạt gió chạy rất là êm, rất là mát, không nghe tiếng quạt gió kêu một chút nào luôn. Mên vỉ này các bác nhìn này, nó mới như này, nó đẹp như này. Đó, chạy 8 quả tụ lồng nguồn rất là to. Và khi các bác nhìn những chiếc cục đẩy mà người ta quan tâm nhiều về chất lượng, các bác chỉ cần nhìn cái dây người ta đi này, rất là cầu kỳ và rất là khoa học, dây to và đi rất là gọn gàng. Đấy, hàng hãng bao giờ người ta làm rất là tốt. Đấy, rất đẹp luôn. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu về những chiếc cục đẩy, xin mời các bác liên hệ Điện tử Cao Phong, số điện thoại 0772260096. Đây là phía sau nhé, em quay nhạc cắm trực tiếp từ máy tính vào này, chưa qua một cái lọc, một cái vang nào cả đâu nhé. Thì tín hiệu âm thanh của nó cực kỳ là hay và sạch sẽ. Đấy, toàn bộ tiếng Nhật hết này. Đó, tiếng Nhật hết này. Đây, các nút để có cạc nhé, có cạc để có chơi này. Đấy, kết nối vào và cũng cả đường link sang đẩy khác nhé. Nhiều bác quan tâm đến cái đường link này thì bác không phải hỏi nữa, là nó có chắc chắn là sẽ có đường link sang đẩy khác này, các thiết bị khác này. Và kết nối ra loa bằng jack bắp chuối này, hay gọi là jack new trick này, và cả gen xoáy này, đầy đủ hết. Có nghĩa là con này có chơi thì quá mỹ mãn rồi. Số series này, đấy, tem QC, có nghĩa là những hàng này thì gần hàng hãng thì các bác yên tâm. Đấy, toàn bộ chữ Nhật, quay qua nhìn chữ Nhật này, máy móc rất đẹp, quay kỹ máy móc này, mình bị sáng choang nhé các bác nhá, rất mới luôn. Đấy, các bác có nhu cầu mời con liên hệ Điện tử Cao Phong, số điện thoại 0772260096 để sở hữu cho mình những chiếc máy, những chiếc cục đẩy Sunsui SA702, hàng đẹp xuất sắc, bao zin tuyệt đối cho các bác. Về ngoại thất bao đẹp luôn, chất âm thì tuyệt vời, chất âm của nó rất là ngọt. Đó, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Sau đây em sẽ nhích volume để các bác thẩm âm nhé.